Dạ, tròn tròn chút cũng được chị Hồng Vân ạ. À, tròn tròn là mình ống chỉ đó, chúng tôi dạ có luôn. Dạ, vậy là tốt quá. Da dễ chắc là da ngâm ngâm ha. Người miền Trung trắng dạ tươi. Dạ. Trắng như bông bưởi. Vậy hả chị? Dạ, mọi thứ em thấy đều được. À, chị có cái... tóc của mình thì em nghĩ... Mời nhà trai. Thôi, ngồi đi em trai. À, xin mời nhà gái. Trời, chị em mình cùng thông ha. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào em, bạn nữ bên kia. Em tên là, tên đầy đủ của em là Nguyễn Khắc Tuấn Vũ. À, em sinh năm 1989, em quê ở Bình Thuận. À, hiện nay thì em là nhân viên tín dụng của Ngân hàng Sinh Thanh Việt Nam. Còn em nói đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào em. Chào anh bên kia và chào tất cả mọi người ở trường quay. Em tên là Võ Thị Thanh Lý, năm nay em 26 tuổi. Em được sinh ra và lớn lên tại vùng đất Phú Yên. Hiện tại thì em đang làm việc ở Long Thành, Đồng Nai của mình. Và cũng song song đó thì em cũng là kinh doanh bên bán hàng online ạ. Rồi, mời em trai, em nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình cho bên đàn gái biết đi. Dạ, thì điểm mạnh của em thì cũng không có cái gì nổi trội. Em thì có cái tính chịu khó, thích làm về kiếm tiền. Thích đi du lịch. Thì còn cái điểm yếu của em là em không có được đẹp trai. Rồi không. Em hay quên. Thế thôi đó hả? Dạ. Yeah. Mình thấy mình không đẹp trai nhưng nhiều cô thấy mình đẹp trai thì sao? Đừng lo điều đó. Dạ. Rồi bên đàn gái sao? Em nói đi. Điểm mạnh dạ yếu của em nè. Thì điểm mạnh của em thì em năng động hoạt bát trong cái công việc của mình, luôn luôn vui vẻ và hòa đồng cùng với mọi người. Mà điểm yếu của em thì cũng em hơi có chút đun khi mà đứng trên nhiều người á, xong rồi hơi nóng tính, hơi thẳng tính quá, nên là đâm ra cái đó cũng là cái điểm yếu của em. Dạ. Em trai, em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, thì về tình trường thì em thì cũng không có nhiều, hai mối thôi. Trước đây thì em có một quen một bạn nữ từ thời em còn đi học ở trong này. Rồi. Dạ, cái đó thì cũng thời sinh viên. Ừ. Qua dạ thời đó mối tình thứ hai mới là... Dạ, thì mối tình thứ hai thì em cũng có tình cảm với một cô. Có một thời gian thì em đi làm việc xa, thì tình cảm tụi em thì nó cũng không có còn mặn nồng. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì cũng giống anh Nam bên kia thì em cũng có hai mối tình. Một mối tình từ thời đi học và một mối tình thì em chia tay cách đây cũng được 3 năm rồi. 3 năm rồi? Dạ. Chưa có mối tình tiếp theo nữa? Dạ, chưa. Lý do chia tay? Thì tại tụi em không có quan điểm, tụi em không có hợp nhau á. Xong rồi bạn ấy quay lại người cũ nên là tụi em chia tay. Ồ, vậy dạ hả? Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, thì cái tiêu chuẩn của em nó cũng không có cao gì đâu anh. Em thích ca sĩ Như Quỳnh á. Trời ơi, tiêu chuẩn của em thấp chuẩn à. Yeah. Thì cái tiêu chuẩn của em thì chỉ còn cô ấy là nhỏ nhỏ người, xinh xắn một chút. Thì em có cảm giác là em che chở cho cô ấy vì em cũng cao đó. Rồi. Mà người miền Trung thì càng tốt. Yeah. Đây, người miền Trung đây, gia đình chúng tôi, người Phú Yên đây. Mà bạn thích phụ nữ mình dây hay là mình ống chỉ nào? Dạ, tròn tròn chút cũng được chị Hồng Vân ạ. À, tròn tròn là mình ống chỉ đó, chúng tôi dạ có luôn. Dạ, vậy là tốt quá. Còn hình mẫu của bạn gái? Dạ, thì em không có hình mẫu nào đâu. Em thì chỉ cần bạn nam của em cao trên 1m65 là được rồi. Anh dư sức luôn em ơi. Dạ. 65 được không? Nhưng mà cái điều anh hơi không có được mập lắm thì em có thích mặt người mập hay người ốm vậy em? Dạ không sao đâu anh, em là chuyên bên tăng cân giảm cân mà, nên anh cứ về với em là được rồi. Đừng có nói chuyện mập. Ồ vậy hả? Dạ. Rồi bây giờ để tôi qua tôi coi đàn gái coi sao nha. Dạ. Sao mà nói tròn với ống chỉ là sao? Mình dạ, ống chỉ dạ, là tròn tròn. Em dễ thương. Dạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ em không thích tính gia trưởng ở đàn ông. Gia trưởng hả? Dạ. Có gia trưởng không trai? Dạ không, em tuyệt đối không luôn. Dạ. Rồi em không thích gì nữa? Tóc tai sao? Tóc tai thì em nghĩ là không đừng quan trọng. Nên... Em nghĩ là đừng nên hối quá. Né hối đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Tóc cỡ anh Linh được không? Dạ cỡ anh Linh cũng được. Anh Linh đâu có hối đâu đúng không? Dạ chỉ đúng rồi. Chỉ hơi ít tóc thí dụ so với như ngày xưa có người thôi. Ít hơn thì sao? Cái đó là cái trường hợp đặc biệt á. Quan trọng người ta có yêu thương mình hay không, người ta có chăm sóc, người ta có quan tâm mình hay không. Còn hối hiết là đừng bao giờ nói đến chuyện đó. Cái đó là về gọi là
tâm sinh lý của một con người rồi, không thể thay đổi được, phải không? Dạ. Dạ, bà mối có xem mắt đàn trai không? Dạ. Chưa thấy đàn gái, đàn trai tôi chịu rồi đó. Sao chịu được hả? Anh? Ừ, được. Chịu không? Hợp lý đó. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn anh. Cái cô kia là cô có dạ, tên chào, là... Dạ, chị Nguyễn Lương Hồng Vân. Em hình dung bạn nữ bên đây thì sao cưng? Em nghĩ là chắc cô ấy dáng người nhỏ nhỏ. Dạ. Da dẻ làm sao? Da dẻ chắc là... Xinh xắn không? Da dẻ chắc là da ngâm ngâm ha. Người miền Trung trắng tươi. Yeah. Trắng như bông bưởi. Vậy hả chị? Tuổi của em là 31 rồi đúng không? Dạ đúng rồi. 31 rồi là sẵn sàng cho một cái cuộc hôn nhân. Dạ em rất là nghiêm túc trong cái chuyện này. Nghiêm túc trong cuộc hôn nhân đúng không? Dạ. Rồi bây giờ ví dụ như lấy vợ thì vợ sẽ về đâu? Có đầy đủ cơ sở vật chất để lấy vợ chưa? Nhà cửa thì ngoài ấy thì em vẫn có đây, vẫn có đầy đủ. Tức là ngoài ngoài quê thì nhà cửa cũng đấy, nhưng mà ở đây hiện giờ em đang làm việc ở đây mà đúng không? Dạ đúng, em đang làm đỡ nhà trọ. Dạ dạ. Rồi hôm nay em đi với ai ạ? À, em đi với mẹ em và hai người bạn thân của em ạ. À. Chào cô. Dạ. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Quân. Dạ. Tôi mẹ có Nguyễn Khắc Tấn Vũ ở Phan Thiết vô 5 giờ sáng cũng tham gia chương trình này, thấy bạn muốn hẹn hò cũng coi lâu rồi. Nhưng mà Vũ thì kết 5-6 năm nay đi làm xa không có thời gian để tìm bạn. Tôi cũng có nói con tìm bạn gái, mẹ coi chương trình bạn muốn hẹn hò, mẹ cũng thấy hay, cũng có ý nghĩa. Thôi con tham gia chương trình coi có tìm vợ được không? Thấy cháu cũng dễ thương. Nếu mà con thật lòng mà với con trai cô thì con trai cô nó cũng chịu thương chịu khó lắm, cũng không rượu không nhậu không nhạc không hút thuốc gì hết ấy. Dạ, rồi cảm ơn rồi, cô. Cảm ơn mẹ. Dạ cảm ơn chị. Anh em đi với ai? Dạ em đi với hai bé đồng nghiệp chung công ty ạ. Rồi chào chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân. Với em thấy thì anh bên này cũng cao cũng đẹp trai, thế là về nói chuyện cũng vui vẻ rồi để thoát ế cho mình. Nên hai người nên tạo cơ hội cho nhau tìm hiểu. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ thì thôi hai bạn gặp nhau đi ha. Mở rào. Chào em. Dạ, chào anh. À, rồi, đây, anh tặng cho em một cái thỏi son ha. Anh mong em là lúc nào ra ngoài hoặc đi với anh cũng luôn rạng rỡ và xinh đẹp ha. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi. Dạ. Thì em cũng có một cái món quà đáp lại, đó là cái chậu sen đá. Thì nó cũng tượng trưng giống như là em vậy á. Bên ngoài tuy có một chút mềm yếu nhưng mà bên trong nó luôn có một sức sống rất là mãnh liệt. Thì em cũng mong anh sẽ chăm sóc cẩn thận nó và yêu thương nó. Rồi, anh sẽ luôn giữ món quà này. Rồi, nếu như mà hẹn hò thì em rảnh giờ nào? Dạ em thì rảnh thứ bảy chủ nhật anh. À thứ bảy chủ nhật hả? Thứ bảy chủ nhật thì anh cũng rảnh, tại vì anh làm thì thứ hai đến thứ sáu thôi. Nếu mà được thì thứ bảy chủ nhật này em về quê anh chơi luôn đi, anh chở em về sau khi tắm biển ha. Dạ. Em có câu hỏi gì vậy anh không? Em thì muốn hỏi anh là nhà anh thì có khoảng bao nhiêu người ạ? Nhà anh thì cũng không có đông người, cũng đơn chiếc, có mình mẹ và em trai anh và anh. Dạ. Nếu mà em với anh quen nhau á thì không biết là mình có cần phải là làm dâu ở nhà luôn không, hay là mình chỉ cần mình lập nghiệp ở một nơi nào đó mà mình cần để phát triển được á? Nhà thì cũng có mình mẹ thôi, cũng đâu có làm dâu gì đâu em. Thì nếu mà em muốn lập nghiệp ở đây thì cũng không phải làm dâu. Dạ. Mà nếu mà về ngồi đó thì anh cũng có thể lo cho em công việc, cũng ở riêng thôi chứ cũng không có làm dâu gì đâu. Mà em có thích làm dâu không? Dạ thì em vẫn thích ở gần mẹ chồng, chứ còn mà ở chung mẹ chồng thì em mong là ở gần nhau á thì mình dễ vun đắp hơn. Còn ở chung nhiều khi có những chuyện mà mình khó nói á, xong rồi thì đâm ra mẹ con có thể không được vui. Về cái điểm này thì anh cũng hiểu, thì đa số là phụ nữ thì đều nghĩ như vậy. Nhưng mà cũng tùy thôi em, tại nhiều khi có mẹ ở bên cạnh cũng đỡ lắm. Lỡ mà mình có con hay thì có mẹ mình cũng ra vô chăm sóc thì cũng đỡ lắm em. Rồi bây giờ thì nếu như mà được thì em tính khi nào mà hai bên bước tới được? Em thì gia đình em cũng mong em có người bên cạnh đó, nên là nếu mà được thì em cũng mong là trong năm nay thì mình bước tới là được. Thì nếu mà được thì anh cũng tính là cuối năm nay cuối năm nay thì mình có thể tiến tới được. Thì em thấy anh sao, được không, có được như tiêu chuẩn của em yêu cầu không? Dạ mọi thứ em thấy đều được. Chỉ có cái tóc của mình thì em nghĩ cái răng cái tóc thì là gốc con người. Về cái gì chứ thì nếu mà họ có thể thay đổi được mà. Cái tóc thiệt tình luôn mấy cô này. Tóc bây giờ đi cấy mấy hồi. Đúng rồi. Quan trọng là mình kiếm tiền lo cho tương lai thôi.
hai đứa có món quà gì về tinh thần cho nhau không? Hát hò được. Rồi, em có một cái chuẩn bị một cái bài hát. Thì tối qua em ngồi em viết luôn á chị Hồng Vân, em đâu có thuộc đâu, em phải viết ra tờ giấy. Đâu em hát. Em hát bài em thích hát nhạc nhẹ nhẹ, nhạc quê hương, nhạc bolero rồi em hát bài cây đàn bỏ quên. Hôm xưa tôi đến nhà em, ra về mới nhớ rằng quên cây đàn tình tan, tình 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 tan. Đêm khuya thao thức mơ màng, chờ mai tìm đến cô nàng ngây thơ. Tình tan, tình 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 tan. Dạ em hát một đoạn thôi ha. Hay đấy. Dạ, giá như anh em thuộc nữa đó. Dạ. Tiếng lấy hơi bị ghê á. Đúng rồi. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Dạ. Bây giờ chúng ta còn khoảng 30 giây nữa, bạn trai và bạn gái sẽ nói lên những cái gì mình suy nghĩ về người đối diện. Thì anh cũng xác định là anh đến đây để tìm một cái mối quan hệ nghiêm túc để tiến xa hơn. Vì là mình cũng đã đến một cái thời điểm chín mùi để mà nghĩ đến một cái tổ ấm cho riêng mình. Thì mà em hiểu, mình cho nhau một cơ hội để đi đến với nhau. Em cũng đúng là đến với chương trình này thì em mục đích của em cũng là để kiếm cái người bên cạnh của mình. Em muốn gặp thử cái sự rung động, thử trái tim của mình có thể rung động thêm một lần nào nữa không á. Ừ. Rồi, hết thời gian. Nào, hãy để tay vào nút bấm các bạn. Bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình thật sự có rung động hay chưa. Nếu trái tim mình rung động, mình bấm. Bắt đầu nè. 3, 2, 1. Hết thời gian. Em gái không bấm hả? Dạ, em nghĩ là tại vì trái tim em nó thật sự chưa có rung động mấy. Em nghĩ sau chương trình thì mình có thể tìm hiểu nhau để biết nhau hơn thì sẽ tốt hơn là nếu mà bây giờ em tạo sự cơ hội đầu tiên cho ảnh. Thôi, nói dù sao thì chúng ta đã có duyên gặp nhau ha. Dạ. Anh em bắt tay nhau một cái đi. Dạ rồi. Anh cũng chúc em sớm tìm được cái người bạn đời của mình ha. Dạ, sớm tìm được hạnh phúc. Chương trình cũng chúc là hai bạn sẽ mau tìm được nửa của mình nha. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý khán giả. Nói chung là em có một cái giống bạn nữ bên kia là có cái là mềm lòng. Ví dụ mà người ta mà cứ năn nỉ mình là cái gì mình cũng đồng ý. Điểm yếu nữa thì là chắc là em uống bia hơi nhiều. 1m74 trở lên, cái cô này cao lên quá mà. Không sao, bên đây có thể đáp ứng. 1m94 á. Và đứng trên ghế á. Hỏi anh một câu hơi tế nhị tí á. Anh nghĩ gì về việc cưới nhưng không đăng ký kết hôn? Cưới nhưng không đăng ký kết hôn là sao ạ? Có nghĩa là giả sử như là mình cưới thôi, mình sẽ không đăng ký kết hôn. Thì anh ok không? Đại trai. Mời anh trai ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Rồi, hãy thoải mái lên. Giới thiệu về mình đi em trai. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, bạn nữ bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Văn Thịnh, năm nay em 26 tuổi. Quê quán của em là ở Thanh Hóa, hiện tại thì em đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là làm sale bất động sản ạ. Thì trước đây thì em có làm lái tàu ạ. Lái tàu luôn? Lái tàu là thuyền thủy thủ đó em hả? Thủy thủ hả? Dạ không, em lái tàu đường sắt ạ. Lấy tàu đi tàu hỏa đó hả? Dạ đúng rồi ạ. Còn em chào chị Hồng Vân ạ. Em chào anh Quyền Linh ạ. Chào em. Bạn nam bên kia và chào khán giả trong trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu là em là Lê Thị Trà Giang ạ. Hiện tại năm nay em 26 tuổi ạ. Em là nhân viên ngân hàng ạ và em hiện tại đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa ạ. Như vậy là hai bạn cùng quê đó. Dạ. Rồi em nói luôn về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì có lẽ là người khá là độc lập. Và rất là quan tâm đến người khác, là một người sống rất là tình cảm. Thế còn điểm yếu? Yếu thì có lẽ là hay mềm lòng, hay tin người ấy ạ. Dễ tin hả? Cả tin hả? Đúng rồi, dễ tin người. Trời ơi. Rồi có thói hư tật xấu gì không? Ví dụ như là ghen tuông mù quáng hay là nghiện bia, nghiện rượu hay làm cái gì đó? Cũng thỉnh thoảng hay đi nhậu với cơ quan nhưng mà chắc là không đến mức nghiện đâu. Rồi bạn trai, em ưu điểm khuyết điểm thế nào? Điểm mạnh của em thì em vui vẻ hòa đồng ạ. Có cái là em quyết làm cái gì là em làm luôn. Nói chung là
nếu mà ai cản thì cũng không cản được em. Thường thường thì em làm xong em mới nói. Nói chung là em có một cái giống bạn nữ bên kia là có cái là mềm lòng. Ví dụ mà người ta mà cứ năn nỉ mình là cái gì mình cũng đồng ý. Điểm yếu nữa thì là chắc là em uống bia hơi nhiều. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình ạ. Lý do tại sao chia tay? Lý do chia tay là do khoảng cách địa lý ạ. Thì lúc đó là em làm lái tàu nên mà em chọn là công tác ở ngoài Nha Trang. Bạn nữ thì ở trong thành phố Hồ Chí Minh nên mà nói chung là cũng em cũng vô tâm nên mà hai bên mới chia tay ạ. Bao nhiêu lâu rồi em chưa yêu lại? Dạ từ 2016 đến giờ ạ. 16, cũng trời, 4 năm rồi. Cũng 4 năm rồi. Ừ. Còn em thì sao? Em 6 tháng. Mới chia tay mối tình kia là 6 tháng vậy? Mấy mối tình rồi? Em 3. 3 mối tình? Dạ. Mới chia tay mối tình thứ 3, 6 tháng. Còn vấn vương gì không? Ủa, quen nhau bao lâu mà chia tay 6 tháng rồi em? 3 năm rưỡi ạ. 3 năm rưỡi? Vậy là có vấn vương, còn vấn vương không? Không ạ. Phù. Nhưng mà chia tay là từ phía nào? Lý do? Em với bạn nam ấy thì bị cũng yêu nhau nhưng mà vì bọn em cũng khoảng cách cũng khá là xa. Yêu xa hả? Vâng, thì 3 năm rưỡi nhưng cũng phải mất khoảng tầm 2 năm rưỡi là yêu xa rồi. Em ở trong này thì bạn ấy ngoài Bắc. Hai người không hợp về quan điểm sống. Bạn ấy cũng thừa nhận luôn, bạn ấy là người rất là gia trưởng. Em cũng muốn cho bạn ấy cơ hội nhưng mà sau thì bọn em chia tay thì cả hai cũng chia tay rất là vui vẻ. Cũng không cảm thấy là không cùng quan điểm thì sẽ không thể đi tiếp được nữa. Nhưng một cái tình yêu mà 3 năm mấy rồi mới có 6 tháng mà nó không còn một cái gì vương vấn hết à. Mà tại có lý do nào mà nó nhanh đến mức như thế em? Tại vì là chia tay trong vui vẻ, có nghĩa là khi mà tất cả mọi thứ không còn đồng quan điểm nữa thì nhẹ nhàng chia tay thôi. À. Nghe chia tay mà cười tươi thiệt. Anh cũng rất là lạ, đến qua coi đàn gái coi. Em chào anh. Ôi chào em gái. Có đôi khi người ta chịu đựng nhau quá đó, người ta cần phải chia tay và cuối cùng chia tay được, người ta giống thoát khỏi một cái điều gì đó, người ta rất là vui. Bây giờ đã coi như là chuẩn bị đón nhận một cái mối tình mới chưa em? Mở trái tim không? Dạ rồi ạ. Rồi, rồi đúng không? Chuẩn bị sẵn sàng rồi đúng không? Em cho đàn trai biết hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào? Thì cũng trải qua một vài mối tình rồi thì em cũng cảm thấy là người mà có thể hợp với em ý sẽ thứ nhất là một người đàn ông chín chắn. Chín chắn. Biết tách biệt được công việc và chuyện tình cảm. Có nghĩa là sẽ không để cho hai cái việc đấy nó ảnh hưởng. Thế còn ngoại hình thì sao? Chắc sẽ phải cao hơn em. Là bây giờ em cao hơn em là phải là bao nhiêu mới là cao hơn em? Chắc 1m74 trở lên. 1m74 trở lên. 74 cô này trở cao lên. Quá mà. Không sao, bên đây có thể đáp ứng. Rồi. 1m94 á. Đứng trên ghế á. Bạn trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nếu mà nửa yêu thương thì em thấy là trước tiên là về tính cách đi. Nói chung là tính cách thì hiếu thảo. Hiếu thảo là đầu tiên, tốt bụng, hiền tốt lành, hiền lành. Biết gọi như là trưởng thành một tí anh ạ. Còn chiều cao, cân nặng hay là tóc dài, tóc ngắn? Chào chị. Chào em. Dạ, chiều cao thì em nghĩ là tầm khoảng 1m55 trở lên là được rồi. Da trắng một tí, nếu mà tóc dài thì tốt. Tại vì em rất là thích con gái tóc dài. Ngoại hình thì ú một tí. Chung là con gái có da thịt thì trông đẹp hơn. Em ú là sao? Ý em nói ú là sao? Hả? Dạ, không gầy ạ. Không gầy á? Dạ. Ú. Em, thì em thích về dáng hay là thích về khuôn mặt? Thích khuôn mặt đẹp hay là dáng đẹp? Em nghĩ thì dáng với lại mặt thì vừa phải thôi, chứ nói chung là đẹp quá thì không phải là của mình. À, mà em cũng thích ngắm cái đẹp. Nói chung là em rất là thích ngắm cái đẹp. À, đâu phải cái đẹp nào không phải là của mình đâu, quan trọng mình cứ tự tin hay không thôi. Yeah. Em hình dung như thế nào về người bạn nữ bên rào này? Theo về cảm nghĩ thì em nghĩ là tính cách của bạn nữ này là cũng khá là chín chắn và độc lập á. Nhưng mà cùng quê đã thì lại càng tốt quá. Bây giờ hỏi tới đúng rồi, hỏi người thân đi. Đúng không ông Mai? Hỏi người thân coi làm sao. Em đi với ai vậy? Hôm nay em đi với đồng nghiệp của em ạ. Dạ, em tên là Khoa. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Chào em. Thì em là người Anh, cũng giống như là người bạn và người đồng nghiệp của Thịnh đây. Thịnh là một người rất là trầm tính. Trong công việc thì Thịnh đặc biệt là rất là quyết đoán và độc lập, cũng giống như là bạn nữ bên đây à. Khoa nghĩ là tính cách thì cũng rất là phù hợp với Thịnh, tại Thịnh cũng thích kiểu nữ là dịu dàng, độc lập và biết tự lo cho bản thân à. Thì hy vọng là hai bạn sẽ cho nhau một cái cơ hội. Khoa cảm giác được là hai bạn rất là phù hợp. Rồi, cảm ơn Khoa. Cảm ơn.
Còn em đi với ai? Em đi với một bạn cấp 3, một bạn đại học và một bạn đồng nghiệp của cơ quan ạ. Em xin chào hai MC và chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là Diệu Linh, là bạn cấp 3 của bạn Giang. Sau khi em quan sát thì em thấy là bạn Giang ấy, bạn ấy, gu của bạn ấy là thích người trầm tính. Thì có nghe bạn của bạn Nam nói là ít nói trầm tính thì khá là hợp với Giang. Sau khi em quan sát thì em thấy là hai bạn cũng khá là phù hợp. Và mong là các bạn sẽ cho mình cơ hội. Tại vì đây cũng là tuổi chín chắn rồi. Thì nếu mà cho cơ hội thì mở lòng và đến được với nhau là rất là tốt ạ. Rồi, thôi bây giờ mở rào đi nào. Mở rào. Bắt đầu đi Thịnh. Chào bạn, tới đây thì mình có món quà tặng bạn. Mình cũng có một món quà tặng bạn. Bạn cũng có thể mở ra được ạ, bởi vì là nó là một cái bánh kem ấy, nó cũng có ghi chữ. Bạn có thể mở ra để xem. Sao bạn cao nó còn đi giày cao gót nữa, tâm ra thấy hơi để bên kia à, đó. Kỷ niệm lần đầu gặp nhau ha. Rất là dễ thương ạ, cảm ơn bạn nhé. Bạn với tôi vậy đó hả? Cũng dễ thương ha. Rồi em ngồi đi, hai đứa ngồi rồi nói chuyện với nhau đi. Cho mình xin lỗi chứ là lúc nãy bạn giới thiệu ấy nhưng mà nhỏ quá nên mình chưa nghe rõ tên bạn ấy. Bạn có thể giới thiệu lại được không? À mình tên là Thịnh. Thịnh, à mình lại nghe nhầm là tên là Thuận nên là mình mới hỏi lại. Bạn là tên Giang đúng không nhỉ? Ừ, mình tên là Giang. Khi mà ở bên rèm á thì thực ra là mình cũng có tưởng tượng là bạn nữ đối phương là trông như thế nào á. Nhưng mà nói chung là mở rèm qua thì nhìn thấy cao quá. Mình thì cũng cao tới 1m73 rồi đó. Kém chút xíu so với tiêu chuẩn của bạn. Thực ra mình không có tiêu chuẩn gì đâu. Rồi bây giờ mình quan điểm về tình yêu, quan điểm về hôn nhân như thế nào các bạn có thể trao đổi với nhau. Bạn nữ trước đi ạ. Chắc người chồng của mình sẽ là người hiểu biết hơn mình. Kiểu như là người cho mình lời khuyên ấy. Ví dụ mỗi lần trong cuộc sống hay công việc mà có gì khó khăn ấy, chia sẻ thì mình sẽ chia sẻ với bạn ấy. Rồi bạn ấy sẽ cho mình những lời khuyên. Và hơn nữa là người đàn ông của mình sẽ là người mà sẽ biết lo cho mình. Mình thích một người đàn ông lãng mạn. Bởi vì bản thân mình cũng rất là lãng mạn. Bây giờ đầu tiên á, là em muốn là những cái điều mà em mong muốn ở cái người bạn trai á, thì chị nghĩ là đầu tiên em phải đổi cách xưng hô. Em phải tự áp đặt gọi bạn đó là anh. Tại vì khi mà họ là anh rồi, tự nhiên họ phải thấy mình phải có trách nhiệm với người em. Và như thế thì có nghĩa là em sẽ đạt được những điều mà em mong muốn. Như vấn đề mà em nói á, là về vấn đề trưởng thành thì anh chắc chắn là anh trưởng thành. Nói chung là anh trưởng thành biết suy nghĩ. Còn vấn đề lời khuyên đó, nhiều khi anh khuyên nhiều quá sợ em nhàm chán thôi. Anh nghĩ gì về em đi sớm về muộn và vui chơi quá đà với bạn bè với đồng nghiệp? Nếu mà như thế, nếu mà ví dụ mà em có thể xác định mà trước khi em đi á thì em có thể nói với anh là hôm nay là em sẽ đi với bạn, có thể là sẽ về trễ, anh cũng không cần phải chờ là thế này thế kia. Tại vì thực ra là anh đi làm cũng ít khi mà anh về trước tầm khoảng 10 giờ lắm. Thực sự là ít khi về trước 10 giờ. Thường thường nếu mà về sớm thì anh cũng đi công viên, anh đi dạo á, hít thở không khí xíu chứ ít khi về nhà sớm lắm. Cái vấn đề mà em đi chơi thì có thể là em nên nói với anh. Cái vấn đề đó thì anh thông cảm lắm, không vấn đề gì cả. Giả sử như bọn mình mà quen nhau thì anh sẽ định bao giờ thì bọn mình sẽ kết hôn? Nếu mà được nha, thì nếu mà muốn sớm còn tùy thuộc vào có thể là mong muốn của anh nhưng mà còn mong muốn của gia đình em nữa. Ví dụ gia đình em mong muốn sớm hơn ý, thì có thể là mình cuối năm nay, đó là sớm nhất. Còn nếu mà trễ, nếu mà em đợi cho anh cái, có nghĩa là cái công việc của anh thì nó cũng ổn định rồi. Nhưng mà ý là nó có nghĩa là tài chính khi mà nó dư dả hơn thì mình kết hôn thì nó, anh nghĩ thì nó sẽ không có áp lực nhiều nữa. Thì có thể là đợi thêm một năm nữa. Nhưng mà nếu mà sớm nhất thì là cuối năm nay. Hỏi anh một câu hơi tế nhị tí nhá. Anh nghĩ gì về việc cưới nhưng không đăng ký kết hôn? Cưới nhưng không đăng ký kết hôn là sao ạ? Có nghĩa là giả sử như là mình cưới thôi, mình sẽ không đăng ký kết hôn. Thì anh ok không? Không, thì thực ra thì anh cũng chưa nghĩ đến cái vấn đề nó sẽ như thế nào cả. Nhưng đấy, mà nếu mà nếu mà em thuyết phục anh để anh cảm thấy là như thế là hợp lý thì chắc chắn là anh sẽ ok. Chứ anh không có bảo thủ, có nghĩa là phải bắt em như thế này, em thế kia. Mà ví dụ em nói hợp lý thì anh sẽ làm theo, anh sẽ nghe theo. Nhưng mà lý do tại sao vậy? À, em chỉ hỏi anh xem quan điểm của anh như thế nào thôi. Bạn ấy chỉ hỏi để thử xem quan điểm của em ra làm sao thôi. Dạ. Đó. Ví dụ như em đồng ý hay là không đồng ý thì em nói. Rồi. Đó. Bây giờ theo anh nghĩ là các bạn quan điểm thế nào về sống thử trước hôn nhân? Rất cảm ơn anh Quyền Linh vì có một câu hỏi rất là hay. Đấy, nó cũng như kiểu như thế. Thực chất thì nếu mà anh thấy thì cái vấn đề nó thực ra là ngày xưa thì người ta hay không thích cái vấn đề đó. Nhưng mà anh thấy nếu mà bây giờ cả bạn nam và bạn nữ đều muốn như thế thì mình sống thử với nhau không sao. Tại vì khi mà mình sống với nhau rồi
mình ở bên cạnh nhau thì mình mới biết hết được cái tật xấu là cái tính tốt người kia, thì mình cảm thấy nếu mà chấp nhận được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Bạn gái có đồng ý quan điểm đó không? Không, theo em thì như thế nào? Thời điểm bây giờ em sẽ trả lời theo cảm xúc bây giờ ha. Thì em nghĩ là không ok. Không ok. Nghĩa là em sẽ không sống thử. Nhưng mà tại sao em lại đưa ra vấn đề là phải cưới mà không đăng ký kết hôn? Em chỉ muốn hỏi quan điểm của bạn nam, xem bạn nam sẽ trả lời như thế nào, chứ không phải là lời đề nghị của em. Bây giờ bạn trai có thể hát một bài nào đó để tặng bạn gái. Mình giao lưu tí âm nhạc đi. Tại vì hôm nay đến đây thì thực ra là cái cảm xúc nó cũng hơi lẫn lộn đó, nên mà ví dụ mà nhớ bài nào thì hát bài đó thôi, chứ cũng không biết là biết hát bài nào hết á. Hát bài Em Ổn Không đi. Cuộc đời đã nói mình dành cho nhau, tại sao duyên trời chẳng thâu. Ngồi nghĩ đến em giờ nơi đâu, trời mưa ngầu rất lâu. Điều anh muốn nói là em ổn chứ, tình yêu đôi khi cô yêu chưa chắc đã về với nhau. Điều gì khiến mắt lệ tràn hoen mi, ngày em đi trời mất chi. Được rồi. Trời mất khí luôn rồi đó. Ngồi vào ghế, chuẩn bị bấm nút thôi. Bấm nút là trao duyên, là hẹn hò, là đồng ý yêu đương. Nhưng nếu các bạn không có rung động trái tim thì không cần bấm. Chúng ta để cái nút bấm đó cho rất nhiều đối tượng. Đừng lấy đi cơ hội của một người khác nếu như ta không rung động bằng trái tim của mình. Nào, chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1, 2 và 3. Hết thời gian. Như vậy là cô gái không bấm. Bây giờ tôi mới biết tại sao nè. Bạn này rất là khó tính. Bạn ấy đưa ra một số câu hỏi xoay đáp xoay. Và cái câu hỏi đó khi mà trả lời không đúng cái suy nghĩ của bạn là bạn đã quyết định đúng không? Thực ra chị Hồng Vân nói thì em cũng đúng. Em rất là bất ngờ khi mà chị Hồng Vân nhận xét như thế. Thực ra em cũng không đến mức là khó tính lắm. Nhưng mà em bất ngờ hỏi một cái câu mà nghĩ gì khi mà mình chỉ cưới thôi, mình không đăng ký kết hôn. Thì bạn đã không thể đưa ra một lời trả lời nào cho em cả. Tức là phải đưa ra trả lời và giải thích có câu trả lời đó. Có cái chứng kiến đó. Mình có nghĩa là nếu chị mà là em hồi nãy là chị biết ngay là em đã hỏi xoáy đáp xoáy bạn này. Nếu là chị là không có chiều theo, hả, đã cưới là phải đăng ký kết hôn. Đó là một cái điều bất di bất dịch. Thôi hôm nay thì có lẽ các bạn có duyên mà không có phận. Chúc các bạn sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình, một nửa yêu thương của mình. Dạ, cảm ơn anh Quỳnh Linh ạ. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Cảm ơn các bạn. Em cảm ơn chị. Mở quán chưa? Dạ mở rồi. Mở rồi, quán gì? Mở quán nhậu với quán cà phê cũng làm. Nhậu rồi, nhậu dữ không? Em cũng uống lai rai thôi. Lai rai hả? Vậy là cũng có gọi là ý chí làm ăn ha. Được, tình duyên em thế nào? Dạ, thì hiện tại em là một sinh viên mơm ạ. Xin được mong hả? Dạ. Còn nếu mà em với anh đến với nhau á thì con của em có phải là trở ngại với anh không? Thì hiện tại anh cũng có con cho nên anh thông cảm chuyện đó rất là nhiều. Dạ. Và gánh nặng thì không phải gánh nặng, chắc chắn là không phải gánh nặng rồi, nhưng mà mình có hiểu nhau không để mà cùng có chung một tiếng nói để là về mà dạy một cái đứa con đó không thôi. Máy giặt Toshiba điều khiển từ xa, giặt giũ thả ga. Nhà gái. Mời bạn trai.
nữa, thì gặp anh nữa. Rồi, ngồi đi em. Rồi, xin mời đàn gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào quý vị khán giả. Em chào chị Hồng Nhân. Em chào anh Quỳnh Linh. Em tên là Nguyễn Thị Trang. Em sinh năm 91. Em ở Nhân Trạch, Đồng Nai ạ. Em làm nghề nghiệp gì nào? Dạ, em là hiện là giáo viên mầm non. À, giáo viên mầm non hả? Ở tại Nhân Trạch luôn hả Trang? Dạ, dạ đúng rồi. Rồi, xin mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ạ. Em tên Trần Minh Quang. Quang. Dạ, tên Quang. Sinh năm 86. 86, Quang làm gì Quang? Dạ, em bên làm sale. Buổi sáng, buổi chiều thì về làm phụ bên thẩm mỹ viện. À, rồi làm hai chớp luôn á hả? Dạ. Trời ơi, Quang ở đâu? Tiền để đâu cho hết Quang dạ. Ơi. Dạ, em ở Bình Dương. Bình Dương hả? Dạ. Em nói về cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. À, ưu điểm của em thì nói chung là em hòa đồng, vui vẻ. À, nói chung là khi mà em dặn cái gì đó thì em cũng rất là dễ quên. Còn nhược điểm của em thì hơi nóng tính và ít nói nữa chị. Dễ quên, ít nói mà nóng tính hả? Dạ. Hơi nóng tính và hơi ít nóng nói tính. Hơi nóng tính. Cũng như là dễ dặn nhưng mà sau đó thì cũng dễ quên. Nhưng mà nóng tính nhất là em làm gì? Ai chọc tới em nhiều khi em nóng quá, em không chửi người ta. Nhưng mà em bực, kiểu như em bực trong lòng á, có khi là em khóc. Có đập đồ, đập đạc, chọi đồ, gọi đạc không? Nhưng mà kiểu như không có ai hoặc là người nhỏ hơn mình tức quá thì mình chọi đại cái gì đó, chỉ đỡ tức thôi. À, lấy bậy cái gì chọi thôi đúng không? Có em nữ công gia chánh giỏi không? Dạ thì em nói chung là em cũng hơi vụng về. Thì em nấu được những món đơn giản thôi. Cái này là em làm hả? Dạ, em tự làm. Vậy là giỏi rồi. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ em ưu điểm là làm việc nhà gia đình làm được hết rồi, cũng biết nấu ăn rồi mở quán bình dân thì cũng được. Mở quán chưa? Dạ mở rồi. Mở rồi quán gì? Mở quán nhậu với quán cà phê cũng làm. Nhậu rồi nhậu dữ không? Em cũng uống lai rai thôi. Lai rai hả? Vậy là cũng có gọi là ý chí làm ăn ha. Em có tật xấu gì không? Em cũng chắc cũng nóng tính rồi sợ độ cao rồi. Em ơi, em lúc mà xỉn á em có hay bị mất kiểm soát không? Dạ không, em kiểm soát được. Nhưng mà cái thời lúc trẻ thì nó cũng hơi bị mất. Mất nó ra, lúc mà mất kiểm soát nó ra. Mất kiểm soát là có nghĩa là khi mình đi về mình có thể sai cái mình lủi vô cái bụi lùm gì đó, nhẹ nhẹ mà chạy tốc độ chậm thôi, ví dụ như 20 mình ngã nhẹ vô cái lề đường hay gì đó rồi đi về nhiều khi mình quên mình đi vệ sinh mà mình quên mình có thể như đi vệ sinh sai chỗ. Ví dụ sai chỗ, ví dụ. Dạ như là đi vô phòng tắm thì thường là nó có cái đèn sáng thì mình không vô cái phòng tắm mà mình vô tủ lạnh thì mình không vô cái phòng tắm mà mình vô tủ lạnh là tức là có thể quên tè vô tủ lạnh luôn. Dạ thỉnh nó tè vô tủ lạnh đó. Thôi bây giờ là mình nói chút xíu về được tình duyên đi bên đàn gái. Chào em. Dạ, gái. Dạ em chào anh. Ồ, dễ thương quá. Được tình duyên em thế nào? Dạ thì hiện tại em là một sinh viên mơm ạ. Sinh viên mơm hả? Dạ. Bé trai bé gái vậy cơ? Dạ em bé trai 5 tuổi rồi. 5 tuổi bé hả? Trai 5 dạ. Tuổi. Em có gia đình lâu chưa? Dạ em có gia đình năm 2015. Được mấy năm? Dạ em ở bé em khoảng 4-5 tháng là bắt đầu ly thân. Là ở với nhau khoảng 1.5 năm. Năm rưỡi mình quen nhau bao lâu mà? Dạ quen nhau bắt đầu mà tính yêu nhau là khoảng 6 tháng mới cưới. 6 tháng rồi hả? Dạ tại hồi đó bạn này là bạn hồi cấp 3 với em. À dạ. Tức là biết trước rồi. Dạ biết trước rồi. Nhưng mà có đứa con rồi dạ. Bỏ nhau chắc cũng gọi là có gì nó dữ lắm em hả? À, dạ thật ra thì mâu thuẫn sâu sắc. Em cần một người chung thủy mà thì bạn đó không được như vậy nên rồi anh hiểu rồi. Dạ. Còn đường tình duyên em sao? Tình duyên em cũng có gia đình. Có luôn hả? Dạ em bé trai gần 2 tuổi. À mình lấy vợ mấy năm? Hơn 2 năm rồi ly dị. Dạ ly dị. Rồi con ở với ai? Con ở với mẹ, nhỏ theo mẹ mình phụ cấp. Phụ cấp. Dạ. Ủa em ơi như vậy có nghĩa là hai bạn là cũng bé ly hôn từ hồi nhỏ rồi. Luôn mà đúng không? Coi như là hai bạn đã lỡ một chuyến đò rồi đó. Vậy là em có ngại về bạn gái bên đây là single mom không? Em cũng như vậy cho nên em không ngại. Làm gì có gì ngại, cô bên kia rất là xinh đẹp nha. Anh nói cô bên kia hơi bị xinh đó. Dạ. Chị muốn hỏi em cái lý do mà em với lại cái người vợ của em ly hôn vậy? Thì chắc là do cái tính khí là quá nóng nảy. Em cũng có nóng tính, sau này em bớt lại nhưng mà người đó thì nóng hơn em luôn đó. Có nghĩa là hỏi như vậy để cho bạn nữ thấy được rằng là với những cái tính cách như vậy á
Thì đi đến cái chuyện mà ly hôn của tụi em á, thì là bạn nữ có thấy là mình có phù hợp với lại cái mong mỏi của em hay không? Em hiểu ý chị không? Đó dạ. Thì em thì nóng là chỉ có khóc thôi đúng không? Dạ, thì tức quá mình nói không được mình khóc. Ừ, khóc thôi. Ví dụ như cái tiêu chí của em với cái người bạn trai sau của em là như thế nào? Điều kiện tiên quyết là em muốn phải như thế nào? Đầu tiên là em cần nhất là sự chung thủy. Và phải đặc biệt là phải thương con em. Đúng rồi, phải thương con em giống như con của mình, dạ, đúng không? Rồi. Đó là cái điều kiện tiên quyết. Dạ. Đó, chị cũng nghĩ như vậy. Rồi, em trai đi với ai vậy? Dạ, em đi với em trai. Có em trai hả? Rồi, em trai thấy em, sao em trai? Em trai bà con. À. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào hai MC với quý vị khán giả ở đây. Em là Nhã, là em họ của anh Quang. Anh em thì em chơi từ nhỏ nên tính tình em khá hiểu anh. Ảnh thì ngoài thời gian ra là ảnh dành cho hết công việc à. Chỉ có tối về anh em uống cà phê thôi. Còn tật xấu của ảnh thì em chưa thấy ra. Em chỉ nói gọn là nếu được thì chị cho ông anh em cơ hội. Còn chị bên đây sao? Dạ chị đây thì em thấy được. Quá trời đẹp rồi. Dạ, quá trời đẹp. Quá trời đẹp rồi. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em đi với bạn và em gái. Đâu em gái đâu. Em nói dạ, em chào chị Hồng Vân và Linh với vị khán giả. Em là em gái của chị Trang. Theo em thấy thì ở nhà chị hiền, vui vẻ, quan tâm với gia đình. Còn anh thì em thấy cũng dễ thương. Chắc em nghĩ là hợp với chị em. Vậy hả? Cảm ơn em. Nghĩ là hợp ha, cảm ơn em. Thôi vậy chắc hợp rồi đó. Thôi, hai bạn cũng có kinh nghiệm đi trong tình trường rồi. Mình mở rào đi cho hai bạn cùng chia sẻ xem có hợp với nhau hay không. Chào anh. Em có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Anh ơi, nói chung em cũng biết tí nấu ăn thôi mà cái này em cũng không có khéo cho lắm. Thì hôm nay em tặng anh cái món này là rau câu hình hoa hướng dương. Thì cái hoa hướng dương này nó có ý nghĩa là nó là thông điệp của tình yêu và đặc biệt là sự chung thủy luôn hướng tới người mình yêu. Và em mong là hôm nay anh thử miếng bánh này của em. Không biết có ngon hay không nhưng mà anh nhớ cái thông điệp mà em gửi tới. Rồi, anh cảm ơn em. Cảm ơn em. Em mời anh Linh ăn. Anh đang đợi đó. em làm trước đi. Nè, lấy tâm dùng đi, để sẵn luôn rồi đó. Dân chỉ không ăn đâu, anh biết mà. Đúng rồi, Linh hiểu tôi ghê á. Đó, ăn cho biết thôi. Mời chị Dân. Để chị không ăn được để anh lo cho, em lo nói chuyện đi. Chúng đây ăn cho nó gọn. Trời ơi, không bỏ tôi một mình ơn ở đây vậy đó hả Linh? Dân nói chuyện đi Dân. Món này em tự làm hả? Dạ, em tự làm, em mới làm tối qua á. Rồi, được, ngon. Dạ, em cảm ơn. Em có gì hỏi cho em hỏi trước đi. Thì anh cho em biết cái cảm nhận mà khi anh thấy em là như thế nào? Cảm nhận thấy em cũng như lúc nãy chị Dân nói là xinh. Anh Quỳnh Linh cũng nói xinh, là anh thấy cũng xinh. Dạ, em cảm ơn. Nhưng vấn đề là xinh như vậy là có cảm thấy đúng như là cái tưởng tượng của em hay không? Là cảm xúc của em lúc này như thế nào? Dạ, cảm xúc của em thì hình như là cỡ trên 90% rồi. Thì em có thấy cái bạn nói về cái điều kiện tiên quyết mà bạn mong muốn ở em không? Thì em nói để cho bạn yên tâm. Thì cái đầu tiên em cần ở người bạn trai của mình là em cần sự chung thủy. Thì anh có điều đó hay không? Chung thủy. Người anh thương thiệt sự là anh mà về sống chung là chắc chắn là phải chung thủy. Anh cũng cần người chung thủy. Dạ. Đó, rồi hỏi bạn là với con của mình thì sao? Dạ. Còn nếu mà em với anh đến với nhau á thì con của em có phải là trở ngại với anh không? Thì hiện tại anh cũng có con cho nên là anh thông cảm chuyện đó rất là nhiều. Dạ. Và gánh nặng thì không phải gánh nặng. Chắc chắn là không phải gánh nặng rồi. Nhưng mà mình có hiểu nhau không để mà cùng có chung một tiếng nói để về mà dạy một cái đứa con đó không thôi. Rồi hai đứa dự định coi nếu đến với nhau thì có con nữa không hay là sao? Thì nếu mà đến với nhau thì em cũng thích có con nữa, còn ý anh sao? Chắc chắn rồi, anh thì cũng còn, anh với em trẻ mà chắc phải có ít nhất là một đứa con chứ. Nếu mà thành sẽ có một đứa con. Gái hay trai? Gái cũng được. Bé em trước, thích gái hơn. Bé trước của anh là trai hay gái? Trai. À, em cũng thích gái. Dạ. Tại em có bé trai rồi. Thôi vậy là tốt rồi. Đó, rồi bây giờ sở đoản của mình là gì? Em hát một bài tặng bạn gái đi. Dạ đúng rồi anh. Anh hát anh, tặng em đi. Em quên hết bài hát luôn rồi. Giờ em tặng em bài thơ ha. Đó, đứng dạ. Lên. À. À, em đứng lên đi. Hai đứa tạo cái gọi là điện sinh học coi là có hạp cái điện không? Tình cờ anh gặp được em. Tình cờ anh đã yêu em mất rồi.
tình cờ rồi lại tình cờ. Tình yêu có phải tình cờ không em? Tình cờ. Được rồi đó, tôi thấy được rồi. Bánh ngon. Hết luôn hả Linh? Hết rồi đó, gửi trả cái dĩa nha. À, vừa ăn vừa nghe đọc thơ, tình cờ, tình cờ anh hết cái dĩa này của em. Thôi thấy hai đứa bây giờ nói chuyện cũng hợp. Bây giờ trong lòng của em trai cảm nhận thế nào về em gái nè, nói anh nghe coi. Dạ cũng rất là thích. Rồi nói chuyện ra thì cũng có duyên. Bây giờ mình tới đây cũng là một cái chương trình thực tế rồi. Thì mình cho nhau cơ hội để sau cái khoảng thời gian này mình tìm hiểu coi như thế nào. Cảm thấy được thì mình tiến tới, còn không được thì lúc đó mình là cũng là bạn bè. Thôi hết thời gian luôn. Bây giờ hai em cũng đã nói chuyện nhiều. Anh nghĩ rằng các em đủ để có thể cảm nhận xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. 30 giây suy nghĩ và quyết định. Đó, cầm cái tay ra. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta có thể mở cửa trái tim hay không? Có thể mở lòng mình hay không? Quyết định là phải có trách nhiệm với cái nút bấm của mình nha. Chuẩn bị. 3, 2, 1. Hết thời gian. Em có bấm mà nó không ăn. Bên này ta bấm rồi đó. Đánh xuống. Em gái nó nóng tính mà em bấm rất là nhẹ. Tôi thấy cái tay cô nè. Em bấm hai lần hả? Hãy giữ lấy cái dĩa này để làm kỷ niệm. Nhớ rằng một lúc nào đó em đã có cô gái xinh đẹp tặng một cái dĩa bánh, yeah. Một cái dĩa rau câu nha. Còn mở ra, bên đây chưa mở nè, mở ra coi lại gì. Trời ơi, sao mà cái bông mà y chang cái đầm vậy? Có cắt lén rồi cắt bông không? Cái này là bằng pha lê đó. Rồi em ý nghĩa là gì, em mong muốn điều gì đây? Dạ thì đi tới đây là đi lẻ mà cũng giống như về phải có cặp đôi như cặp chị Nga này. Đó, đi lẻ là như về có đôi đúng không? Yeah. Vậy là em đã tội nguyện rồi đó. Rồi, thôi được. Tất rồi luôn. Hai đứa nắm tay nhau đi. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau rồi. Bây giờ mình hứa gì với cô gái đi. Nếu như chúng ta hẹn hò, chúng ta đi tới một cái điều gì đó xa hơn, thì em sẽ làm gì cho cô gái xinh đẹp này? Nói cho em trai. Em bữa nay tới đây chương trình này em rất là vui. Cũng rất là vui hơn khi em với bạn này cùng có thể bấm nút tìm hiểu nhau. Em cũng sắp tới đây tương lai sắp xếp thời gian qua Đồng Nai thăm em rồi cũng như tìm hiểu thêm. Rồi giờ có nhớ tên không? Trang. Trang đúng rồi. Còn em anh Quang. Quang nói em rất vui mà mặt em buồn quá. Nên em đến chương trình em rất vui. Em vui dữ lắm. Em cười đẹp quá mà sao em không chịu cười đi. Tại có nhiều những điều ta giấu kín trong lòng đó. Được rồi đó. Hung cái ban đầu đi. Đó. Trời ơi, nóng cái chán gì vậy? Vì là sao? Bên... Nâng cầm đồ. Chúc mừng các bạn. Hãy nắm tay nhau, cố gắng nuôi dưỡng tình yêu cho nó lớn lên ha. Chăm sóc lẫn nhau để chúng ta có thể đi suốt cuộc đời còn lại. Yeah. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn ạ. Ba em mới đi chơi với mấy bạn xong rồi còn nói với mấy bạn của ba em là em tắm chậm nữa. Trời ơi, đúng rồi, cái chuyện mà em tắm chậm là nó nổi tiếng khắp cái xã luôn rồi đó hả? Dạ. Dạ, hồi lúc đó là em tự nhủ là em phải cố gắng quen khoảng hơn một tháng nhưng mà mới có 3 tuần thì cái hai người chia tay. Trời ơi, vậy là yêu nhanh đó, không yêu chậm đâu. Cho anh xin phép đẹp đi. Nhà gái. Dạ chào bạn. Mời bạn ngồi. Mời nhà trai. Thôi mời anh trai ngồi. Mời bạn gái giới thiệu về mình trước nha. Nghe bạn gái giới thiệu nha em trai. Em chào chú Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Thanh Thùy. Năm nay em 25 tuổi. Em làm trợ lý theo dõi đơn hàng của một công ty may mặc. Em đang sinh sống và làm việc ở Bến Tre. Rồi, chào Thùy. Mời nhà trai giới thiệu cho nhà gái nghe nào. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan và rằng các bạn đang xem trường quay và toàn thể quý vị đang xem chương trình truyền hình.
Em tên là Nguyễn Minh Sang, em 27 tuổi, em đến từ Long An. Em đang làm tại công ty thép Vinawan ở Bến Lức, Long An. À, vậy thì cũng gần rồi ha. Bến Lức thẳng tới Bến Tre, không Bến xa Lức mấy. Dạ, Bến Tre. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Sang? Dạ, điểm mạnh của em là không hút thuốc, ít uống rượu bia và biết nấu ăn. Giỏi. Biết quan tâm chăm sóc gia đình và có thể chia sẻ làm việc nhà. Hay quá. Điểm yếu? Dạ, điểm yếu của em là viết chữ xấu. Viết chữ xấu. Bây giờ đánh máy không ạ? Có rất nhiều người viết chữ xấu không lo. Mời nhà gái. Điểm mạnh của em á, em kể cái thứ nhất là em siêng. Em thấy là em siêng học, siêng làm việc. Với lại là em cũng siêng chơi. Với lại là em cũng siêng chơi. Với lại em cũng muốn là bạn nam của mình á, là cũng siêng chơi. Chơi gì? Dạ ý là ví dụ đi chơi hoặc là đi về thăm nhà hoặc là đi đây đi kia chơi á. Siêng chơi ha. Từ khoái câu siêng chơi. Đúng rồi đó. Điểm yếu của em là em thấy em bị chậm. Với em bị quần. Xào quần á hả? Dạ đúng. Người miền Tây mình hay kêu là xào quần á đúng không? Dạ đúng rồi. Em chạy xe em cũng chậm, cứ tèn, không biết là nghĩ cái gì trong đầu, không biết là ngắm nông ngắm tay cái gì đó. Ăn có chậm không? Dạ ăn chậm luôn, bị mấy chị trong công ty vợ hoài luôn. Tắm có chậm không? Dạ có luôn. Mấy tiếng hồ trong nhà tắm? Có thể là nửa tiếng, một tiếng. Mà ba em á đi chơi với mấy bạn xong rồi còn nói với mấy bạn của ba em là em tắm chậm nữa. Trời ơi, đúng rồi, cái chuyện mà em tắm chậm là nó nổi tiếng khắp cái xã luôn rồi đó hả? Dạ. Rồi nghe sao thấy em trai? Dạ. Nghe thấy gì được không? Dạ được. Được không? Đường duyên, tình duyên của em sao Sang? Dạ em đã trải qua hai mối tình rồi. Hai mối? Dạ. Mối tình đầu mấy bao lâu? Dạ mối tình đầu khoảng 1 năm rưỡi. Năm rưỡi. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai là cũng là em chỉ theo đuổi người ta thôi. Đơn phương á hả? Dạ em thử mãnh liệt nhưng mà người ta không đồng ý. Ta có giải thích về tại sao không? Bạn nói đó là không muốn yêu. Không muốn yêu hả? Dạ. Rồi cuối cùng người đó có lấy chồng chưa? Dạ chưa. Chưa là ví dụ giờ đùng cái người đó quay trở lại với em sao? Nó đồng ý thì sao? Cái đó là vấn đề đã qua rồi. Đã qua rồi ha. Giờ không còn nghĩ tới người đó nữa đúng không? Rồi. Đường tình duyên đây cũng trắc trở lắm. Nhưng mà bây giờ sạch sẽ chưa? Dạ rồi. Rồi. Ruột gan mình sạch sẽ để mà mình đón nhận những cái điều mới mẻ chưa? Dạ rồi. Rồi bây giờ mình hỏi đường tình duyên nè. Em gì cũng chậm hết. Em yêu có chậm không? Dạ có. Cụ thể sao nói vậy Lan nghe coi. Ý là em kiểu như là em không có yêu một cách sâu sắc á, quen thì nghiêm túc. Nhưng mà em không có dám hứa. Tại vì em sợ mình làm không được nên em không dám hứa, xong rồi cái người ta không có tin được á. Bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà chính thức quen thì em chỉ quen mới có một mối tình thôi. Mình quen bao nhiêu lâu mình chia tay? Dạ hồi lúc đó là em tự nhủ là em phải cố gắng quen khoảng hơn một tháng, nhưng mà mới có 3 tuần thì khi hai người chia tay. Trời ơi. Vậy là yêu nhanh đó, không có yêu chậm đâu. Vậy là yêu nhanh đó, không có yêu chậm đâu. Bây giờ mình nói luôn đi rồi. Cái tiêu chí chọn cái người bạn sắp tới của mình là gì? Em thích cao, mập. Em kể chi tiết quá được không ta? Được. Nhiều tóc, mày rậm, môi son, thơm. Tôi tưởng em tả hàm hương rồi không á? Cho tôi một cái son tôi đánh vô coi. À, về tính tình á thì em hy vọng là bạn nó sẽ đừng có nhây quá mà cũng đừng có đầm quá. Rồi em thích người ta nhanh hay chậm? Nhanh đi, tại vì em chậm rồi. À, bây giờ nhanh là lỡ hẹn hò nói em ơi 7 giờ hẹn nhau nha, mà người ta nhanh quá 6 giờ 45 ta tới rồi. Em biết em chậm cho nên em lúc nào em cũng trừ hao á, cái em chuẩn bị nó bị dài lên trước. À là 1 giờ là em chuẩn bị rồi hả? Dạ em sẽ trừ hao cho em. Không bị đẻ phải chuẩn bị đi sớm nha. Không bị đẻ phải chuẩn bị đi sớm nha. Cái này mấy chị trong công ty cũng chọc em nữa. Cái gì cũng chậm vậy luôn á hả? Dạ. Nhưng mà em cố gắng nhanh á thì nhưng em sẽ bị rối. Bạn này ý thức được việc đó. Dạ. À. Nhanh quá thì em mình bị rối. Tập thể dục nè, mình rèn luyện kỹ năng mình cho gì cho nhanh chút xíu được không? Em tập thể dục thì tập thôi nhưng mà nó vẫn vậy à. Phải vậy đó hả? Dạ. Mình ghét đàn ông nhất là điều gì? Dạ ghét hút thuốc. Ghét hút thuốc. Xong rồi không có thích mà nói chuyện về quá khứ á, đừng có ăn mày quá khứ. Rồi. À, đừng có bắt em hứa gì về tương lai hết. Cứ là hiện tại vui là được rồi. Rồi xong rồi đó. Em cầm giấy gì á, thư bạn trai hả? Dạ ý là em có định hát một bài hát. Em muốn hát luôn bây giờ hay em muốn tí mở rào em hát cho bạn trai nghe? Để hỏi tí em tặng quà rồi em hát, nhưng mà hy vọng là lúc đó em không run. Rồi bây giờ mình sẽ qua mình coi coi qua bạn coi trai. Qua coi trai đi. Chào em. Trời em ơi, đẹp trai lắm. Mà không biết có cao hơn em hay không thì chị không biết, mà đẹp trai lắm.
Em chuẩn bị sẵn tinh thần là không cao bằng em đâu. Bên kia môi son má phấn kia đó. Thấy thương cái tình trường cũng đoạn trường quá ha em. Thấy bên kia hơi chậm á. Dạ. Em thấy có ổn định không? Dạ ổn. Được đúng mọi không? Thứ để em lo. Mọi thứ để em lo được đúng không? Dạ được. Rồi vậy thì bây giờ mình nói cái hình mẫu lý tưởng của mình cho chị Lan nghe coi. Dạ, hình mẫu lý tưởng của em là cao bằng em hoặc là dư xăng luôn á. Bên đây hơn nha. Bên dạ. đây cao hơn đó. Dạ ốm hơn em. Dư luôn. Ốm luôn á. Ốm hơn. Dạ, dạ. Rồi cái gì nữa? Em thích bạn gái của em á là sẽ có những cái đức tính nào? Dạ em yêu thương gia đình và thương yêu ba mẹ em, cũng như là em sẽ yêu thương ba mẹ của bạn. Rồi tốt, cái đó bạn gái nào mà có là tốt lắm, mà chị tin là bạn gái bên kia sẽ như vậy. Yeah. Rồi gì nữa? Hiểu và cùng em bước đến cuối đời. Bên đây tôi thấy được đó. Đức đây là nghiêm túc lắm á. Nghiêm túc luôn. Cái điều gì em không thích ở con gái? Dạ em không thích ở bạn nữ là thí dụ như mà xác định quen em đi thì không thể nào đi chơi riêng với một bạn trai khác. Đó là điều đương nhiên rồi, không bạn ai làm như vậy. Chỉnh lắm. Chừng nào thì có thể kết hôn được? Hiện tại là em sẵn sàng, tại vì hồi trước em hay có suy nghĩ là đợi khi nào mình hoàn hảo rồi mình sẽ tính tới chuyện hôn nhân, nhưng mà em thấy em cứ cố gắng hoài em vẫn không có hoàn hảo được. Nên là em bây giờ em thay đổi suy nghĩ là mình có thể làm cùng lúc hai thứ. Ừ, được, ok. Trời, tôi thích, tôi em thích đi với ai? Dạ, em đi chung với bạn của em. Dạ, là đầu tiên thì con xin chào khán giả đang xem chương trình. Chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Dạ, chào anh. Con tên Ngân là bạn thân của thầy. Dạ, con thấy bạn nam rất là hiền, đẹp trai. Hợp với bạn của mình không? Dạ, theo con thấy thì cũng hợp. Em nhắm là với cái tính mà chậm của bạn em ấy, thì bên đây có cải thiện được không? Dạ, nói chậm như thôi chứ thật ra bạn cũng không có chậm lắm đâu chị. Thật ra là chị thấy nó từ tốn, nó nói chuyện là tiếng nào ra tiếng đó, rất từ tốn. Dạ, đúng rồi. Bên đây ta hứa rồi, thế giới để cho bên này lo. Hôm nay gặp nhau là duyên rồi, thì mong hai bạn cho nhau cơ hội rồi tìm hiểu tiến xa hơn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em. Bạn Nam đi với ai cơ? Dạ em đi với bạn em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan ạ. Em là Tuấn, là bạn thân của Sang ạ. Em thấy bạn nữ này dễ thương. Có hợp với bạn thân của em không? Dạ thấy là có hợp ạ. Có hợp ha. Sang nên xem xét đi Sang. Rồi. Bạn bè tiếp thêm sức mạnh cho em rồi đó, tiếp thêm niềm tin cho em rồi, mọi chuyện còn lại là do em. Dạ. Bây giờ thì chúng tôi mở rào. Bắt đầu. Bắt đầu đi em. Mình cũng cố gắng tặng bạn. Dạ em cảm ơn. Cho anh xin phép đẹp đi. Vừa gặp cái là đeo liên tục luôn, không nói tiếng nào luôn. Em cũng có món quà tặng anh. Mình mở ra. Mở ra coi thử. Cẩn thận. Cái này là một món quà mà em tự làm. Nó không có ý nghĩa gì hết, mà tại vì em làm em thấy nó đẹp với nó dễ thương thì em tặng lên đó ạ. Ủa đó là gì vậy? Đây, để tôi hổ. Dạ là một cái hộp rượu. Rượu nho, hả? Rượu trái cây. Làm tự ngâm luôn hả? Dạ. Uống được không? Dạ được. Dạ em ngâm nó cũng chưa lâu lắm nên nó chưa có lên chưa màu. Xỉn, chưa xỉn. Rồi về chỗ đi các bạn. Nãy giờ nói chuyện qua hàng rào thôi. Giờ mặt thấy sao nè? Dạ em thấy bạn nữ cũng dễ thương. Dạ cũng hiền lành, vui tính. Dạ. Cao không? Thấy cao không em? Dạ cũng cao nhưng mà còn chấp nhận được. Dạ tại vì em thấy là có nhiều bạn á kiểu hơi không cao bằng em thì cũng là thiếu tự tin. Nhưng mà em thấy là anh đứng với em thì anh cũng vẫn là bình thường. Dạ, với lại em thấy anh cũng dễ thương. Dạ, cảm ơn em. Dạ. Thôi, hát, hát. Hát, hát, đó, hồi nãy tính hát đó. Em có một bài hát, dạ em hát cho anh nghe với lại. Ngồi trong quán bán nhâm nhi, ly cà phê một nắng. Cuộc sống cứ thế ngọt ngào và cay đắng. Thèm một chiếc bánh chia đôi nhưng lời nói cười. Và đôi tay lại đến chặt tay giữa phố đông người. Chuyện về chiếc bánh mang tên tình yêu anh đã nghe bao giờ. Nồng nàn khiến em ngơ ngơ như vừa hôn anh.
Mùi hương kem trắng thơm thơm, lần chiều đám say nhẹ nhàng. Vì yêu sẽ vẫn ngây thơ đợi chờ. Hát lại liền, hát lại. Anh cũng có một bài hát muốn tặng cho em. Bài Em Về Kiểu Trời Mưa. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng mãi? Hay nói một lời, có phải em giận anh? Có phải em giận anh? Anh thấy đầu tiên là hai bạn hợp nhau về chuyện hát rồi đó. Rồi, mình tiếp tục đi. Hẹn hò sao đó? Hiện tại là em đang sinh sống và làm việc ở Bến Tre. Dạ. Anh thì là làm việc ở Bến Lức, là em làm nhà hành chính. Có thể là anh sẽ rảnh ngày Chủ Nhật. Dạ. Mình có thể đi chơi vào ngày Chủ Nhật. Dạ. Em thì công việc của em cũng làm từ thứ hai tới thứ bảy, em cũng rảnh Chủ Nhật. Chủ Nhật thì em hay thường đi về nhà chơi. Hoặc là không thì lâu lâu muốn đổi thì có thể đi cà phê hay là đi đâu đó, đi chơi cũng được. Chuyện nếu các bạn tiến xa hơn, các bạn sẽ về chung một nhà. Rồi chuyện tiền bạc sao? Có thể là tiền bạc sẽ có vợ giữ. Cái này thì em hay tâm sự với mấy chị trong công ty hay khuyên em là giữ tiền. Nhưng mà nếu mà cái tính của em thì ai tự giữ tiền cho khỏe, tại vì em nhức đầu á. Em thiệt sự là em nghĩ như vậy, nhưng mà mấy chị trong công ty với mẹ em hay kêu là em giữ tiền, nhưng mà em thấy nhức đầu. Vậy giờ sao? Vậy giờ em muốn giữ tiền hay là sao? Dạ em không giữ tiền, em giữ tiền em thôi. Trên trời dưới đất tôi mới thấy cô này. Tiền. Trên cái sân khấu này mới thấy á. Đàn ông vô cùng thích thú với việc đó đó. Nhưng mà em xài tiền em là để em lo thân em thôi. Còn nếu như mà có con cái đâu thì anh phải lo rồi chứ. Tiền em hiện tại chỉ đủ lo thân em thôi. Thật. Không sao anh lo được. Anh có thích nuôi chó trong nhà không? Có em. Dạ. Hỏi chi vậy, tiện hỏi xong ta trả lời có rồi cái thôi. Dạ ý là biết nuôi chó, thích nuôi chó thì được. Tại vì em cũng thích là có một con ở trong nuôi chơi chơi vui vậy đó. Em lo cái tiền em lo đủ, mình em mình nuôi chó ai lo? Ừ, ảnh lo. Rồi bây giờ hai bạn, bạn trai hãy tiến tới nắm tay cô gái để xem trái tim mình có rung động không. Nói với cô gái những cái điều gì mình đang nghĩ và mình mong em muốn. Em nhìn vào mắt anh, em có cảm thấy là anh gặp người đang ấm áp không? Em thấy anh cũng dễ thương. Em cảm thấy là thân thiện dễ gần là được. Tại vì em kiểu như là em cũng muốn có mối quan hệ là kiểu như là bạn đời á, thì mình có thể nói chuyện với nhau được. Hứa hẹn sau bài thì anh không thể mà hứa được, tại vì là tương lai không biết trước. Nhưng mà nếu mà chúng ta hợp thì anh sẽ hứa yêu thương em suốt đời. Hay quá. Dạ. Rồi. Các bạn chào các bạn. Máy giặt Toshiba điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Quyết định là do các bạn bấm hay không. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Xong. Bạn gái rất là quyết liệt, bấm là không có chậm nha. Chính thức ta đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau. Mừng quá hả? Dưới mừng quá hả? Hùng gái vô má làm kỷ niệm coi nào. Hôm coi vừa không? Vừa. Vừa khớp. Rất là hợp lý luôn. Thôi rồi. À, thấy có cảm giác nhiều không? Dạ có. Có đúng không? Em gái thấy nụ hôn nãy sao? Hả? Dạ cũng kiểu dễ thương á. Dễ thương hả? Dạ. Hôn cái nữa được không? Dạ thôi ngại. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai em. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm tròn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà.
Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, giòn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình dung siêu tốc Toshiba KT17SH2NV, thiết kế sáng đẹp ấn tượng, thiết kế hiện đại nhất với thân bình được làm từ thép không gỉ, tạo vẻ ngoài sáng đẹp bắt mắt. Thép không gỉ SOS304, bộ gia nhiệt cao cấp ASIC, nắp trong với nhiều điểm ngưng tụ, góc mở nắp lớn 75 độ, mở nắp bằng một nút nhấn. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Quick Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc cho hai bạn hạnh phúc nha. Dễ thương quá. Chúng ta đưa nhau về nào. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Chúng ta vừa trải qua hai cặp đôi, chứng kiến họ nói chuyện với nhau, chứng kiến họ hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với hai cặp đôi ngày hôm nay. Mặc dù cặp đôi đầu tiên không bấm nút, nhưng mà mỗi mảnh ghép chúng ta sẽ có hàng triệu mảnh ghép đang đợi chúng ta. Đừng lo lắng điều đó quý vị nhé. Mà thứ hai nữa là em thích coi đàn ông một chỗ nào kín kín cơ. Cái sáng khó lắm anh. Coi chỗ kín hả? Thôi về bữa nào đi. Rồi gì nữa? Trong tình yêu thì phải chân thành với trung thủy. Chắc chắn rồi, tại vì đâu yêu ai bao giờ đâu biết. Giờ yêu một, nếu có gặp em một mình em thôi. Mời nhà trai. Đây, mời anh trai ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt ở đây rồi ha. Cách nhau một cái hàng rào thôi, nhưng mà mình giới thiệu lớn lên cho mọi người cùng nghe luôn. Mời em trai. Lời đầu tiên cho em xin phép chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Xin chào chị Hồng Vân. Chào cùng em. Bạn nữ bên rào và toàn thể quý vị khán giả đang xem truyền hình. Em tên là Lê Văn Mạnh, em năm nay 36 tuổi. Em quê ở Nghệ An, hiện em đang làm việc và sinh sống tại Đồng Nai. Em làm công nhân bên cơ khí ạ. Hình như em mạnh nhưng mà hơi yếu đúng không? Là em tên Mạnh nhưng mà nói chung là em cũng trong lòng hơi yếu. Rồi, thoải mái lên nha. Dạ, vâng. Thoải mái lên. Rồi, còn em nè. Dạ, em trước tiên em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Chào em. Dạ, chào anh trai bên cạnh. Dạ, xin chào toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình. Em tên là Lê Thị Thu Lan, năm nay em 28 tuổi. Em hiện tại đang làm lực lượng dân quân thường trực của xã và kinh doanh online các mặt hàng về thảo dược thiên nhiên. Em đến từ Trảng Bom, Đồng Nai. Em bây giờ chào thiệu theo kiểu mà dân quân tự vệ mình chào sao? Chào thì bây giờ là chào, dạ. Quý... Rồi, dạ. Bạn trai ơi, thấy người ta ở bên đây người ta rất là xúc tích nè, rất là mạnh mẽ không? Dạ vâng. Thôi mạnh, điểm yếu và điểm mạnh của em là gì vậy mạnh? Dạ, em về điểm mạnh của em là em người rất thật thà, em biết lắng nghe, quan tâm và chia sẻ, biết nấu ăn và không hút thuốc. Còn điểm yếu của em thì em cũng hơi ít nói, với em thẳng tính, với tính em cũng hay cằn nỉ. Thôi, em, bên đàn gái. Em, về ưu điểm của em á, thì em rất là hài hước, vui vẻ, tự lập, và những công việc của đàn ông hay phụ nữ thì em đều làm được hết. Rồi, em có cái biệt tài gì không? Em thì có hay bói toán, em là gọi là có duyên thôi. Chứ em cũng nói thiệt mình làm nhà nước mà thực sự là em cũng là đảng viên. Nếu mà mình nói ra thì người ta lại là nói kêu mê tín dị đoan. Nhưng mà em thì nhiều khi cái linh cảm em nó tốt hơn người khác. Nhiều khi em đoán cái sự việc thì nó hay chính xác, và cả con người cũng vậy, cho nên người ta cứ hay thích tìm đến em và nhờ em tư vấn hoặc là xem ví dụ như vậy đó. Chị coi em anh khỏe em ơi. Dạ. Chị sống thọ không hay là chị coi chị giàu không? Giàu không em? Đây là thiên cơ bất khả lộ nha, nhưng mà em lộ chị cái đường sống của chị nha. Chị sống rất là thọ. Con người chị là có quý nhân phù trợ, tại vì cái tâm chị rất là tốt. Dạ, đây là em chỉ tiết lộ cho chị về cái phần về đường sinh mệnh của chị thôi nha. Coi giùm chị có chuyện nào chị đẻ em. Anh ơi, cho anh. Bây giờ là rất có thọ rồi nha, tôi nói cho ông biết nha. Coi giùm anh được không? Thứ nhất là người nào có duyên với em mới coi được. Mà thứ hai nữa là em thích coi đàn ông một chỗ nào kín kín cơ. Cái sáng khó lắm anh. Coi chỗ kín hả? Thôi về bữa nào đi. Rảnh rảnh đi coi. Em, dạ. Em có mấy mối tình rồi? Để em nói thật luôn. Vâng, ngày xưa là em đi học em cũng say nắng đứa đử hai anh. Nhưng mà em không vượt qua được chính mình. Làm sao? Tại vì kêu yêu đương mù quáng. Cái em tập trung đi học với đi làm thì tính em hiện như con trai mạnh mẽ nữa. Cái xong vô trong môi trường toàn là con trai không. Cái cuối cùng ra em ế từ đó giờ luôn à.
Tức là em chưa có mối tình nào dạ, không ai làm em rung động được. Biết đâu nay anh mạnh anh sẽ làm rung động dạ, thì sao? Em cũng rất là mong là anh ở bên cạnh là có thể chinh phục được rồi. Em rung động ạ. Anh mạnh lắm á nhờ. Dạ. Em có bao giờ em nằm mơ thấy hung một chàng trai nào đó chưa? Dạ, em ít khi nào mộng mấy cái đó lắm. Tại vì em nói thật, em tâm sự luôn. Tại vì em ở trong môi trường quân sự á, mấy em nó nằm nó phơi ra hết rồi. Có cái gì đẹp đẽ thì xấu là em biết hết trơn, không cảm xúc. Một hồi anh sẽ bắt mạnh phơi ra luôn thử coi có cảm xúc không. Em dạ. Giới tính em có rõ ràng không? Dạ, em khẳng định là em thì mạnh mẽ tính nam. Nhưng mà em lại rất thích đàn ông. Có bao nào giờ em thấy nữ phơi ra rồi em thích không? Không, em không thích phụ nữ phơi. Em rất là thích trai đẹp. Ủa sao trai đẹp phơi quá trời mà em cũng không có? Tại vì nó khép lại, em vừa nhìn cái nó khép lại, nó không cho nó xem. Đừng khép nha Mạnh. Phơi luôn nha Mạnh nha. Em đang nói là trái tim. Ừ, ok. Dạ. Bây giờ Mạnh, là em có mấy mối tình rồi? Em mối tình chính thức thì một mối tình rồi, cũng kéo dài được hơn 4 năm. Chia tay cách đây khoảng hơn 5 năm rồi. Nhưng mà lý do gì mối tình cũng dài sao chia tay? Em cũng có quen rồi, xong em có hơn 1 năm thì em hỏi cưới. Nhưng mà bạn gái chưa muốn lấy chồng, cứ bảo là cứ chờ 1 năm nữa. Xong 1 năm nữa em lại chờ cứ vậy á. Hai đứa thấy không tiến tới được, xong em cũng chia tay. Thôi bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em diễn tả coi. Em thì muốn tìm một bạn nữ cao khoảng 1m52 đổ lên, tóc dài, không nhuộm tóc loè loẹt, không xăm hình. Giống chị Hồng Vân được không? Dạ chị. Ôi trời em. Giống chị Hồng Vân thì quá tuyệt vời đây. Ôi, sao thấy nó không vô đầu ta. Rồi bây giờ nói về tính cách thôi, coi có vô được miếng nào hay không nè. Biết quan tâm chia sẻ. Biết quan tâm chia sẻ, chắc tôi nghĩ là có. Họ làm cái ngành nghề đó là chắc chắn họ phải là người biết quan tâm chia sẻ rồi. Rồi gì nữa? Trong tình yêu thì phải chân thành với trung thủy. Chắc chắn rồi, tại vì đâu yêu ai bao giờ đâu. Biết giờ yêu một, nếu có gặp em một mình em thôi. Vâng, biết kính trên nhường dưới. Có kính trên nhường dưới không? Dạ có ạ. Có đúng không? Hai cái kia là chị tự trả lời thay em mà có không? Dạ có. Có luôn đúng không? Dạ. Vậy là ba cái rồi. Nói chung là tính cách là đầy đủ hết những cái gì em muốn. Rồi bây giờ hỏi em nè. Dạ. Em muốn cái người đàn ông của mình như thế nào? Dạ, bố em dặn rồi là phải là đàn ông. Đúng, rồi phải dạ. Là đàn ông. Em có là đàn ông không? Dạ, chắc dạ. Chắn là đàn ông rồi chị. Ok, dạ. Đàn ông. Về ngoại hình thì nếu mà cao được 1m65 trở lên á thì tốt. Dạ, em 1m62 chị ơi. 1m62. Ông ngoại hình thì cũng không quá là quan trọng là mập hay là gầy, mà vừa thì tốt hơn. Dạ. Còn về tính cách thì đầu tiên là phải điềm đạm. Chị thấy điềm đạm đó. À, tự lập. Dạ em có tự lập. Đặc biệt là không có được chấp vặt những cái chuyện vặt vãnh. Không có đâu em ơi. Không có đâu em ơi. Dạ. Và đặc biệt á, là phải trung thủy. Rồi anh rất là trung thủy. Đây là lời nói. Quan trọng là bạn sự chứng minh. Bạn yêu cầu em phải trung thủy đó. Và người đàn ông là phải cầu tiến. Tôi thấy là hai bạn này ở cái phần về tính cách á, là rất là tương thích luôn á. Tương thích thì cũng không nhiều lắm. Nhưng mà bổ trợ cho nhau á. Chỉ có cái ngoại hình là hai người là ước ao về nhau thì tôi thấy là nó không có cầu được ước thấy đó. Nói chung là ngoại hình thì mình đề ra vậy thôi, nhưng mà quan trọng là cái tâm hồn chị. Hey. Đó. Thành ra thôi bây giờ hỏi, người thân đi ha. Em đi với ai ạ? Dạ em đi với bác gái, em gái và cháu. Xin chào em, xin Quỳnh Linh và Hồng Vân dễ thương. Nhận xét về bên đàn trai như thế này thì cũng thấy cháu trai này thì cũng hiền lành và cũng chân thật trong cái chương trình này, thì muốn là nhờ ông Mai Bà Mối làm sao mát tay để cho hai cháu có cơ hội để hẹn hò và tiến tới xa hơn. Bố cháu đã ra chỉ thị cho nó là cho cháu là phải năm 30 tuổi là phải lấy chồng. Rồi cảm ơn đàn cha đàn gái. Bạn đi với ai? Hôm nay em có đi với bạn thân em ạ. Xin chào anh Quyền Linh, chị em. Hồng Vân, quý vị khán giả. Về bạn gái thì ngoại hình như thế là ok. Nhưng mà quan trọng là hai bạn đến đây thì cho nhau một cái cơ hội mà mình làm quen. Và có thể tiến đến thì tốt, và không tiến được thì mình cũng có thể làm bạn với nhau. Dạ, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em. Rồi. Rồi, bây giờ mình kéo rào nha, để hai bên gặp mặt. Mở rào. Không gian này là của hai bạn đó. Bắt đầu đi. Dạ, chào bạn. Đến chương trình anh có bó hoa tặng em. Đây là bó hoa anh gói 9 bông tặng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.
Và đây là một cái viết anh muốn nếu mà có duyên với nhau thì sẽ viết tiếp những cái chặng đường còn lại của chúng mình. Dạ em xin cảm ơn anh ạ. Và em cũng có món quà tặng răng. Dạ đây cái cây đèn xông tinh dầu. Và khi anh làm về thì anh đốt cái đèn này lên thì có hương thơm rất là dịu mát và làm cho anh có một cái không có giấc ngủ rất là tốt. Dạ. Bây giờ hai bạn ngồi đối diện nhau nè, rồi tâm sự với nhau đi. Lần đầu tiên gặp anh em thấy thế nào? Có xem bói được anh không? Nghe giọng nói của anh thì em thấy anh là rất là người đàn ông điềm đạm và chắc là ít nói. Sau khi nhìn mặt anh thì em thấy là anh ưa nhìn và có thiện cảm, thân thiện. Cảm ơn em. Còn anh thấy em thế nào ạ? Em rất dễ thương, xinh gái. Em xin cảm ơn anh. Thế em quan niệm thế nào về tình yêu, hôn nhân với gia đình? Dạ, đối với em á là tình yêu, hôn nhân thì phải có sự đồng ý, chấp thuận và yêu quý của hai bên gia đình. Và đặc biệt á, là trong quá trình tìm hiểu nhau á, thì em rất mong muốn á, là mình á, ví dụ như có những cái quan điểm, có những cái nhận thức hoặc là có những cái gì mà không hiểu nhau á, thì mình phải tự giải quyết, chứ đừng có đem người ngoài gây áp lực hoặc là gia đình mình để gây một cái áp lực cho mình. Anh cũng đồng ý quan điểm với em, với là anh cũng muốn trong tình yêu với hôn nhân gia đình thì thứ nhất là mình phải chân thành, với là phải trung thủy. Thứ ba là phải biết nhẫn nhịn, với là chịu đựng được những cái điểm không tốt giữa anh hoặc là giữa em. Còn thì em cũng nói thật sự á, em là rất là thích đàn ông. Em là rất là thích đàn ông. Nhưng mà tính cách em là rất giống con trai luôn. Có nghĩa là nếu không thích gì thì cứ nói thẳng, chứ vòng vo là em không hiểu. Nãy giờ chị nghe thì chị thấy một cái điều như thế này. Sở dĩ tại sao mà bạn này cho tới bây giờ bạn chưa có người yêu là bởi vì bạn tự lo cho bản thân bạn được, bạn làm tất cả mọi thứ. Dạ. Thành ra từ nãy giờ là bạn ấy chỉ muốn một cái điều là bạn ấy muốn bộc lộ cái điều đó ra để cho em hiểu là nếu như chúng ta có tìm hiểu nhau mà em thấy được cái con người của bạn là như vậy thì em có ngại hay không? Là bạn ấy sẽ làm tất cả mọi thứ mà anh này không cần làm gì hết đó. Ý là như vậy đó. Vậy là quá khỏe rồi chị Vân. Đó, khỏe luôn. Cho nên ý nói là anh làm sao cho cái tâm hồn em nó được thoải mái thôi. Và cảm thấy mình sống giống như người phụ nữ mới gọi là bị chinh phục ra. Đúng nha. Dạ. Em quên câu hỏi này em cũng chưa hỏi anh đó. Em từ nhỏ em rất là có trách nhiệm gia đình. Nhiều khi em rất là bỏ nhiều thời gian về cho nhà ngoại thì anh thấy có được không? Quan trọng là bên nội bên ngoại cũng phải bằng nhau. Nếu mà mình có tiến tới với nhau cũng là hai vợ chồng á, thì năm nay ăn Tết nhà nội thì sang năm ăn Tết nhà ngoại, rất là bình thường, không có gì hết. Nhưng mà anh là anh gốc ở đây hay là anh? Anh là quê ở Nghệ An, anh vào trong này lập nghiệp trong này. Nhưng mà anh cũng mua đất ở Quảng Biên, cũng gần nhà em. Có đất rồi chắc ở đây rồi. Bây giờ thì mình giao lưu văn nghệ chút cho nó vui đi. Dạ, vậy đến chương trình em xin tặng bạn nữ với anh chị với quý vấn giả một bài hát về quê hương xứ Nghệ của em. Em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió, về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi anh thắm đượm tình quê. Em có về xứ Nghệ với anh không? Có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội, câu dân ca bắt nguồn từ đồng ruộng, để ai xa luôn vẫn nhớ về quê. Nàng nghĩa ân tình câu ví dặm người ơi, về đi em về với quê anh, nước biếc non xanh đường quanh xứ Nghệ, về bên anh nghe lời thương của mẹ. Em làm du xứ Nghệ nò ham kẻ giàu sang, dù một nắng hai sương nhưng ấm bao tình nghĩa, rằng gừng cay muối mặn tiếng nói nọ giống ai, giờ đã nói yêu em lời yêu thương còn mãi. Em thương theo anh về xứ Nghệ cùng anh, em thương thì theo anh về xứ Nghệ cùng anh. Dạ xin hết. Cảm ơn anh ạ. Em cũng hát thì không hay nhưng mà em cũng cố gắng tặng cho một bài ạ. Bài em cũng rất là hy vọng là em sẽ nợ ai đó cả thế giới. Vẫn biết anh đang kề bên mà trong lòng sao cứ nhớ mong nhiều thêm,
trái tim em vừa nghe thật êm những rung động, trong lòng em còn vẹn nguyền bối rối, giống như khi đôi ta quen nhau lúc đầu. Và em muốn từ đây thời gian ngưng mãi, để em đây được yêu mãi người, đừng rời xa em nhé người. Nợ một ai vòng tay người ôm em mãi, nợ một ai bàn chân đi bên em phố buồn vui, nợ nhành hoa người treo nơi ban công, em nợ những tiếng cười, nợ lúc anh quan tâm về em, nợ anh yêu tình yêu đầu tiên như thế, nợ anh yêu từng đêm luôn mong tin nhắn từ em, nợ ai đó mang đến em yêu thương đông đầy thế giới này và giúp em thêm tin vào em. Em nợ anh. Trời ơi, dễ thương quá à. Hay quá. Thôi bấm được rồi đó Linh ơi. Thực chất á, hai bạn đều có cái duyên ngầm rất là dễ thương. Còn em á cũng bộc trực rồi thoải mái, và chắc chắn em sẽ tạo nên niềm vui trong cái gia đình nhỏ này. Còn bạn này sẽ chịu tất cả mọi thứ, có thể những cái áp lực bạn vẫn bình tĩnh như thế. Anh nghĩ là đây là một cái đôi mà có thể bổ trợ cho nhau, giống như lúc đầu anh nói. Đây, bây giờ thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ đến giờ phút phải quyết định. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Nhắm mắt lại kiểm tra xem nửa mảnh ghép này có thể cùng chúng ta ghép lại một đôi hay không. Tự con tim mình quyết định. 3 2 1 1 Cùng một lúc. Trời ơi, hòa nhịp quá. Cái tiếng hòa nhịp quá rồi. Đấy, lúc này có thể nắm tay nhau. Anh nghĩ rằng bạn gái sẽ chủ động trong cái cuộc tình này đi. Mặc dù là yêu rồi nha, nhưng mà hồi hộp hơn bạn này. Bạn này tại vì khép lại thôi. Không khép lại nha. Khép nha. Hứa đi, hứa với bạn ấy đi, nói đi, anh sẽ không khép. Anh như em là không khép. Bây giờ nè, thủ hôn đầu tiên. Cháu xin phép cô. Xin phép em nha. Không sao cho rung á. Em đang rung từ để đếm rung anh, em rung đó. Thôi cố gắng tìm hiểu nhau, anh thấy rằng cặp này dễ thương đó. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc nha.